Đồ Sơn. Thật sự em thấy khách của đồng vẫn ngồi yên tại chỗ với xe em toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đại hiệu thì xe em toàn được tắt. Có khách còn thật khi mở ra hành lý đi xe và được quên dùng trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng Lien Khuong Airport, chúng tôi rất hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên đường chuyến bay tới. Nếu có khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên bản thân bên trên bay. Để cập nhật thêm thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mãi, mời khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com hoặc số điện thoại đại diện chỗ 1900 1586. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Lien Khuong International Airport.